Ok, xin chào các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái USB boot khởi động cái trình là God để sạc cái file God. Và trước đây mình đã có một cái USB như thế, nhưng mà mình khởi động thất bại trên các cái laptop đời mới. Do vậy mình có một cái cách để xử lý cái sự cố này bằng hai cái phần mềm. Thứ nhất là Rofot, là cái phần mềm định dạng cái USB. Phần mềm thứ hai là GrooveFOTO, là chứa một cái ảnh có cái phần mềm là God để chúng ta backup hoặc là xả restore. Chúng ta làm như sau. Bước thứ nhất là ta sử dụng phần mềm Rofot để định dạng cái USB. Chúng ta mở với quyền Administrator. Mặc định nó như vậy rồi, chúng ta trong cái phần là Boot Selection thì chúng ta chỉ chọn là Free Dot mà thôi. Còn bên dưới này thì mặc định nó chọn cho chúng ta là trong cái phần Partition Schemer này là MBR, và bên chỗ Target System này là BIOS UEFI gạch ngang CSM. Tiếp theo các bạn ấn vào nút Start và đợi khi hoàn thành cái việc định dạng cái ổ đĩa USB. Rồi chúng ta hoàn thành. Ở đây mình không bấm bởi vì cái USB mình có nhiều dữ liệu quan trọng khác, và các bạn cứ bấm. Bước thứ hai, ta giải nén cái tin là group folder này, giải nén ở đây. Trong phần này, trước hết chúng ta chạy cái file runme để thiết đặt cái USB là USB khởi động runme, chạy với quyền là run as administrator. Ok, refresh, sau đó chọn mũi tên. Ở trong này chúng ta thấy có ba ổ đĩa và chúng ta không biết cái USB là HD0 hay HD1 hay HD2. Chúng ta kiểm tra bằng cách rút nó ra để xem cái nào mất thì nó chính là USB. Chúng ta tiến hành rút USB, refresh lại thì như các bạn thấy là HD2 mất, chứng tỏ USB chính là HD2. Chúng ta cắm lại và chọn HD2, refresh, sau đó chọn HD2. Trong phần public này chúng ta chọn là Hudik. Các bạn phải nhớ là nhấn vào nút refresh trước khi chọn cả hai nút này. Sau đó nhấn vào nút install link và nó yêu cầu mình là press enter, thì mình press enter để kết thúc quá trình. Như vậy bước thứ hai đã hoàn thành. Ta đi qua vào bước thứ ba, đó là copy file trong thư mục này vào USB. Ta vào đây, sau đó bôi đen copy và chuyển tới USB và dán thay thế. Xong, kết thúc như vậy là anh em đã hoàn thành cái việc tạo một cái USB để khởi động cái trình God rất là thuận tiện. Nó có thể hoạt động trên mọi cái đời máy, từ các cái máy trước đây và các cái dòng laptop sau này. Xin cảm ơn anh em.